các cháu cái mời ông chú ông sư mời ông chúng ta cùng nhau một tay để thêm được và một tay đưa lên hướng hoàng về Chúa. Chúng ta cầu nguyện xin sự hiện diện của Chúa tại nơi đây với chúng ta trong buổi sáng hôm nay. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tin cậy rằng Chúa Ngài hiện diện với chúng con tại nơi đây. Và trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố rằng Ngài đang hiện diện với chúng con. Và sự che phủ của Ngài, bằng thiên sứ của Ngài xung quanh chúng con tại nơi đây. Và trong danh quyền Chúa Giêsu buổi sáng hôm nay, chúng con dâng trọn buổi sáng hôm nay cho tay của Ngài. Và thánh linh ơi, chúng con khát khao sự hiện diện của Chúa đang hiện diện ở trong căn phòng này. Điều rồi khi chúng con bước vào trong sự mời khen và thờ phượng Ngài, thì chúng con nói với Chúa rằng Ngài đáng được vinh quang tại nơi này. Thì có mình Chúa đang được ngợi khen, và tất cả những gì trong đời sống của chúng con buổi sáng hôm nay đều hết lòng để ngợi khen Ngài. Chúng con thương với Ngài rằng chỉ có Ngài đáng được tôn cao tại nơi này mà thôi. Chúng con để lòng của mình ra trước mặt Chúa, và chúng con thương với Chúa rằng không một bạn thanh niên nào trong thiên trại này họ trở về mà để lòng họ trống không, nhưng họ trở về với một tinh thần lửa của Ngài. Họ trở về một đời sống thay đổi, họ trở về một đời sống có mục đích, họ trở về một đời sống đầy giấy viên năng của Đức Chúa Trời. Lạy Chúa, xin hãy tiến đổi cuộc đời của chúng con. Và buổi sáng hôm nay con mầu quyền trong danh Giêsu, con cầu xin Chúa duy Chúa ngày ban phước cho ban lời, xin Chúa ngày ban phước cho lời tâm tình của tôi với Ngài, và tất cả những gì trong sinh hoạt trong buổi chiều sáng hôm nay chúng con công bố rằng Ngài là Đức lãnh đạo chúng con, hướng dẫn chúng con. Và chỉ có một mình Ngài đã được tôn vinh tại nơi đây. Ở trong danh và chức quyền Chúa Giêsu, tất cả mọi điều mệt mỏi, những gì làm cho chúng con không tập trung vào Chúa, xin loại ra khỏi đời sống của chúng con. Ở trong danh và chức quyền Chúa Giêsu, con công bố rằng thiên sứ của Ngài khắp nơi xung quanh tại nơi đây. Ban phước cho nơi mà chúng con đang thờ phượng Ngài. Và tại đây, chúng con một lần nữa ngợi khen Chúa một ngày một ngày tôn cao.